Rồi tới bãi núm này nha các cháu ơi, cô Tư hái núm này nha. Cô nhìn xem cô Tư hái núm nè. Tới bãi rồi đó. Chạy mấy cày tới bãi rồi hái núm liền. Nấm nhiều ghê ta. Yeah, maybe.
mới tí xíu mà đã được chưa được 2 mét mà đã nửa giỏ rồi. Một giỏ như vậy là 5 kg này. Bàn tay hai nắm quá là khéo léo. Riêng bụi thì mình tách cái bự ra nhỏ chừa lại ngày mai. Ừ. Dòng nó còn cứng ghê. Hai nắm phải dùng sức. Dòng còn cứng đó. Ừ. Chỗ thắt là mình để nhẹ vậy nó rụng hết trơn. Lên hết không? Lên không? Lên hết. Nó còn nhỏ quá là nó dập đầu. Ừ. Tao còn tiếc nó vừa lại sợ mai nó dụt.
nhặt mấy cày đi, đổ nấm ra nhặt tân cho lái đi. Mới mốt là chạy mấy cày đi uống cà phê luôn nè. Mấy sốc người ta chạy ắt hắt rồi, mà chạy mấy cày mới được. Cô Tư chạy mấy cày đi uống cà phê nghe mấy cháu tin không? Người ta giàu, người ta có bốn bánh xe hơi, người ta đi, mình nghèo mình cũng có mấy cày mình đi vậy, đâu lo gì đúng không? Mấy cày để xới bọc ăn là miếng gươm, chạy đi bẻ núm nè, chạy đi uống cà phê nè. Đó, có ai được như bà Tư không? Nếu là được thích như bà Tư chạy đăng ký đi với bà Tư. Đi là chở cho đi.